Good morning, Trillim xin thân chào với tất cả các bạn thân mến. Hôm nay Trillim xin giới thiệu với các bạn một nét văn hóa ở Úc, tức là cuối tuần đi mua cây bông hoa về trồng ở nhà và làm garden. Đó là một nét văn hóa của người Úc rất là thích thú cuối tuần đó các bạn. Các bạn thân mến, thì trước mắt đây các bạn nhìn thấy là một cái nơi trung tâm cung cấp những cái cây kiểng cho cái thành phố Melbourne. Có những cái loại cây trước mắt các bạn nhìn thấy đủ các loại cây các bạn. Bây giờ là mùa đông, do đó những cái cây này thì đó không có ra bông. Tuy nhiên các cây vẫn còn có một màu xanh. Các bạn sẽ lần lượt tham quan các cái cây cảnh ở đây cung cấp ra thị trường. Các bạn thân mến, ở Úc nói về văn hóa gia đình là một cái văn hóa rất là dễ thương và người Úc rất là trân trọng. Bởi vì từ những cái trường đại học người ta cũng có những cái khóa design về garden cho những cái sau khi xây nhà thì người ta design những cái khóa cái nhà có một cái cảnh thiểu cảnh trước vườn nhà và trồng những cái loại bông hoa làm cho cái ngôi nhà được tươi mát, cũng là một cái design có bài bản các bạn ạ. Và sau vườn thì có một cái sau nhà thì có một cái vườn, trong đó người ta trồng những rau cải hoặc là những cây ăn trái vườn phía sau, và cũng là nơi sinh hoạt của cuối tuần hay dịp holiday để gia đình có thể ngồi thưởng ngoạn ở ngoài trời. Đó là cái điều rất là vui và thích thú ở Úc cho gọi là cái văn hóa gia đình đó các bạn. Các bạn thân mến, ở đây thì trung tâm cung cấp những cái hàng hóa cây cối cho các trung tâm design về garden. Sau khi người ta đã xây nhà xong thì người ta tới đây sẽ đặt hàng mua những cái loại cây. Ở đây công ty này cung cấp sỉ và lẻ và cấp những cái nhà design thiết kế, người ta sẽ đặt sỉ mua sau khi người ta đã có bản vẽ cho những ngôi nhà và những cái bản vẽ về cái tiểu cảnh garden trước vườn và sau vườn. Thì nơi cung cấp các bạn thấy những cái cây cảnh đang bày trước mắt. Trước mắt các bạn thấy là cây bông hồng giá 29 đồng 99 một cây, cao 1 mét rồi các bạn. Loại bông hồng này đặc biệt là những cái loại bông nó sẽ nở trên cái đỉnh của cây khoảng cao 1 mét, tỏa ra như một cái dù. Như vậy rất là dễ thương và bắt mắt, rất đẹp, nhiều màu sắc khác nhau, màu đỏ, vàng, trắng, thậm chí màu tím, vân vân, rất dễ thương các bạn. Các bạn thân mến, cây cảnh ở Úc thì có nhiều loại cây cảnh khác nhau. Thứ nhất là những cái loại cây mà thấp mà nhỏ có bông thì người ta trồng tiểu cảnh ở trước vườn. Và loại cây thứ hai là những cái loại cây bông có hoa nhưng mà cao, vừa là bóng mát vừa là cho cái cây cảnh, gồm có nhiều hoa cây, hoa anh đào, hoa màu vàng, màu trắng, màu đỏ, đặc biệt có những cái cây hoa lá màu tím vừa có bông nhưng mà vừa có bóng mát. Đó là loại cây lớn cao khoảng chừng 3 đến 4 mét, rất là thích thú các bạn ạ. Còn loại cây thứ ba nữa là loại cây ăn trái như cây táo, cây chanh, cây lê, cây cherry vân vân, người ta trồng ở vườn nhà phía sau để có những cái trái cây người ta thưởng thức tươi và rất là ngon. Bên cạnh ở vườn sau vườn nhà thì cũng có những cái loại cây như là rau cải, các loại rau thơm, đặc biệt người Á Châu mình thì vườn sau nhà thường thường trồng những loại rau thơm rất là nhiều các bạn. Và các bạn thấy là ở Úc cái vấn đề sau khi xây nhà thì vấn đề gia đình là cái bước kế tiếp mà người design và các công ty người ta rất quan tâm. Bởi vì để một ngôi nhà được bắt mắt cho người khách nhà đến mua thì đầu tiên người ta nhìn khung cảnh bên ngoài là cái nhà và cái vườn phía trước. Cũng như Trillium giới thiệu với các bạn trước đây những căn nhà lý tưởng thì các bạn thấy những cái tỉ cảnh rất đơn sơ và rất đẹp và bắt mắt.
trước khi vào trong ngôi nhà đó. Chính vì thế mà các nhà design garden Úc người ta rất quan tâm về vấn đề garden và những cái loại cây cảnh đó các bạn. Các bạn thân mến, ở Úc có một cái điều rất là đặc biệt là chương trình truyền hình của các đài đều có mỗi tuần có một cái chủ đề cuối tuần là về garden, tức là vườn nhà các bạn. Người ta giới thiệu trên TV những cái loại cây loại ăn trái hay là những cái loại cây trậu hoa đẹp hoặc là những cái vườn nhà rất là bắt mắt. Và người ta giới thiệu những cái tiểu cảnh đẹp để thi trong chương trình TV. Trong chương trình TV thì có những cái chương trình thi về garden, tức là vườn các bạn. Nếu các bạn gửi những cái video clip vườn nhà của mình lên để thi trên đài truyền hình thì nếu chương trình được chấm điểm cao thì các bạn sẽ được giải thưởng. Đó là một cái nét văn hóa rất là dễ thương của người Úc trong chương trình thi về vườn nhà, tức là garden. Các bạn thân mến, cái nét văn hóa cuối tuần ở Úc là chúng ta là một sở hữu một căn nhà thì thường thường chúng ta sau một tuần làm việc thì chúng ta có thể nhìn cắt cỏ ở trước vườn nhà bằng những cái máy cắt cỏ. Vì ở Úc là nhà nào cũng phải có một cái máy cắt cỏ các bạn ạ, để mà người ta trồng cắt cỏ cho nó một cái thảm cỏ xanh đẹp và bằng phẳng rất bắt mắt và trông rất dễ thương sau khi các bạn đã cắt cỏ. Và các bạn có thể tỉa những cành bông hoa trước vườn nhà trong cái môi trường làm cho cái không khí của vườn nhà rất là tươi mát. Trong sống trong một ngôi nhà có cái khu vườn như vậy thì rất là ấm áp và dễ thương, rất là bắt mắt trong cuộc sống gia đình đó các bạn ạ. Có một điều ở đây nữa là cuối tuần các bạn thấy ở trước mắt đây người ta mua những cây cải này, ở đây là khu vực bán cây rau cải này, những cái cây hành ngò, những cái cây gia vị trồng rau đó các bạn. Ở đây là khu vực bán rau này, các bạn nhìn thấy trước mắt các bạn đây là những cái loại rau cải Úc để mà người ta trồng ở vườn nhà phía sau vườn là cái loại rau quả. Các bạn thấy thì ở đây tất cả loại rau này không thiếu ra gì. Các bạn thấy có những như là trước mặt các bạn thấy những cây hành rất là người ta vẫn bán hành, những cây ớt người ta cũng bán ở đây. Nếu các bạn muốn mua trồng ở phía sau vườn để là có rau xanh để tiêu thụ trong gia đình cũng là rất là tốt đó các bạn. Đây là những loại cây kiểng rất đặc biệt của Úc. Qua đây các bạn thấy những cái loại cây màu đỏ và vàng lá thế này là dùng làm tiểu cảnh các bạn nhé. Đây là các bạn thấy là và cái bán những cái cây cây bơ các bạn cũng có bán ở đây. Ở khu vực này người ta đang bày bán những cái loại cây về cây chanh, cây cam á các bạn nhé. Đây là những cái loại cây trồng sau vườn cao. Những loại cây này chủ vườn người ta đã trồng cao 1 mét rồi. Chúng ta về chỉ trồng và sau 1 năm thì chúng ta có thể thu hoạch những trái rất là tốt. Các bạn thân mến thì cuối tuần các bạn đi dạo xem những cái nơi bán cây kiểng như thế này cũng là điều lý thú các bạn ha. Tất cả các bạn thấy đây là người ta bán cây cam này. Người ta sẽ trưng ra cái mẫu cam mà mình thích thì mình sẽ mua những cái cây này. Đây là những cái dãy hàng cây cam và cây chanh các bạn nhé. Khu vực này thì nơi là cung cấp tất cả các cái cây kiểng cho những cái trung tâm design vườn nhà và có thể bán lẻ cho những người chủ nhân của căn nhà đến đây mua, thích những loại cây nào thì người ta mua những loại cây đó. Các bạn thân mến, đặc biệt là trước vườn nhà có một tiểu cảnh thì người ta những trồng những loại cây bông hồng, một dãy rất là đẹp.
hoặc là những cái loại cây kiểng theo những cái hàng để là những cái viền chung quanh nhà. Đây là các bạn thấy đây là những cái trái cây táo xanh và cây táo đỏ. Các bạn ha, đây là những cái loại cây này người ta cũng bày bán ở đây. Nếu các bạn muốn thì mua về trồng ở sau vườn nhà, một vài năm sau thì trái đây là người ta bán khoảng 35 đồng một cây các bạn á. Các bạn trồng chừng 1-2 năm sau thì nó sẽ có trái vì đã cây đã lớn rồi. Các bạn thấy bây giờ thì qua cái chỗ bán ở đây các bạn thấy là những cái cây như là rau thơm này, hành này, cái gì, tất cả các loại như cây xà lách nè, các bạn có thể mua về trồng ở vườn nhà thì các bạn thể có những cái rau dùng trong gia đình cũng rất là tốt các bạn. Đây là cái trung tâm cung cấp tất cả những cái cây kiểng của thành phố Melbourne. Thì đây là mùa đông, do đó những cái loại cây này nó không có hoa nhưng mà cây vẫn còn xanh, thích hợp với nhiệt độ lạnh của mùa đông các bạn. Các bạn thân mến, thì ở sau vườn nhà ở Úc, tất cả các nhà đều có ít nhất là một vài cây ăn trái như cây táo hay là cây lâm hay là cây cam vân vân. Thì đôi khi đến mùa thì trái quá nhiều thì người ta sẽ hái tặng bạn bè hoặc là cho những người thân quen, bởi vì đó là những trái cây tươi các bạn á, thành thử ra là cũng là một cái điều rất là vui. Bởi vì khi cây trái ở vườn sau nhà, đặc biệt là cây táo hoặc là cây cam quá nhiều trái thì hái để tặng các bạn bè thì cũng vui. Một đặc điểm nữa ở đây rất dễ thương, tức là sau một tuần làm việc, các bạn nhìn lại vườn nhà có những cái nơi cỏ cao thì chúng ta phải cắt hoặc là tỉa cành những cái cây cao hoặc là chăm phấn, mua phân bón để cây để được xanh hơn. Thì đó là cũng một nét lý thú của những người trung niên và những người cao niên đó các bạn. Thật ra thì môi trường thiên nhiên là một môi trường hiền hòa mà mọi người ai cũng thích. Đó là một cái điều này, tại các vườn nhà Úc đều có môi trường thiên nhiên mà chủ nhân người ta đã trồng và rất bắt mắt. Đó là một cái điều rất là thích thú các bạn. Các bạn thấy đây là những cái cây người ta dùng để trồng ở tiểu cảnh các bạn. Do đó những cái cây này, cây kiểng thì dùng ở tiểu cảnh. Các loại cây này nhiều loại khác nhau. Free Design Garden, tức là ở đây công ty này nó sẽ thiết kế miễn phí cho các bạn cái bản vẽ để trồng garden, và các bạn phải mua những cái cây ở đây trở về để trồng theo cái bản thiết kế của nơi đây sẽ cung cấp miễn phí cho các bạn. Các bạn thân mến, đây là cái khu vực bán cây kiểng để là trồng tỉa cảnh các bạn nhé. Các cây các bạn thân mến, đây là một cái vườn nhà của một người đồng hương các bạn. Anh bạn này cũng đã trồng những hàng cây này cũng đã trên 10 năm rồi. Thì các bạn thấy những cái cây xanh viền chung quanh như thế này, màu xanh lá mạ, một buổi sáng bình minh rất dễ thương phải không các bạn. Sau một tuần làm việc thì các bạn thấy nhìn cái gia đình, cái cảnh trước nhà như thế này, đó là một cái hiện tượng rất dễ thương, và cái hình ảnh quê hương nó được hiện ra trước mắt các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đây là một cái garden vườn nhà của một người đồng hương, anh bạn đồng hương các bạn. Anh này thì cũng trồng cây này, cây kiểng này, chọn làm cái bao quanh cái cạnh vườn đó các bạn. Bên trong là có nhà hàng bông giấy, tiểu cảnh cây xanh chung quanh vườn cũng đẹp. Đây là hàng bông giấy mùa đông nó chưa có màu bông hết cả. Kế tiếp vườn nhà này cũng có một cái dàn thanh long, các bạn thấy là dàn thanh long này á, thì đây là cũng lâu lắm rồi mà bây giờ thì trái cũng đã có bắt đầu ra đó các bạn. Một cái nét văn hóa dễ thương là cây thanh long là quê hương của mình mà được trồng đến Úc như thế này trước trong vườn nhà, thì các bạn thấy đó là một cái nét quê hương rất thân thuộc và gần gũi, tạo ra một cái quê hương trong trí nhớ và quê hương trước mắt luôn các bạn thấy. Mà chúng ta, anh bạn này cũng đã tạo ra một cái vườn thanh long trước nhà ở Melbourne, rất là vui các bạn.
Các bạn thân mến, thì cây thanh long này, đặc biệt những nhà nào các bạn đi qua vườn ở Úc mà có cây thanh long thì các bạn biết chắc chắn đó là những nhà đồng hương của chúng ta các bạn nhé. Bởi vì người Úc người ta không có trồng cây thanh long này, chỉ có người Việt chúng ta mới xin giống lẫn nhau ở các nhà người bạn bè về nhà trồng. Các bạn ạ, đây dàn thanh long này cũng xâm xê quá các bạn hả? Các bạn kế tiếp thấy đây là một hàng dạo nhé. Hàng dạo này thì những cái cây này người đồng hương, anh đồng bạn đồng hương này cũng đã mua những cái trung tâm làm vườn đó về trồng ở đây. Cái hàng bông dạo, cây dại hàng dạo này cũng khoảng 20 năm rồi các bạn thấy không? Các bạn thấy ở quê hương có một mảnh vườn trước nhà, có một hàng dạo và có một cái sân cỏ trước nhà như thế này. Thì các bạn thấy cũng rất là dễ thương và rất là ấm áp khi nhìn thấy những cái hàng dạo quê hương trước mắt. Bây giờ đây là hàng bông giấy các bạn nhé. Bông giấy này là màu đỏ các bạn nè. Anh bạn này cũng thích cảnh những cái bông quê hương, vừa hàng dạo và bông giấy này. Bông giấy này màu đỏ rất đẹp các bạn nhé. Chừng vài tháng nữa thì cái hàng bông giấy này nó sẽ cho nhiều bông. Bây giờ bắt đầu có những bông bắt đầu rồi đó các bạn. Và khi đến mùa thì nó rực đỏ, một mùa đỏ vực như như là những bông cây phượng của mình ở quê nhà đó các bạn. Các bạn thấy trước cổng đi vào ở nhà có một cái hàng dạo như thế này. Các bạn thấy rất là dễ thương các bạn hả? Hàng dạo này anh bạn này cũng đã trồng gần 20 năm rồi. Trong cái phong cách yêu thương thích garden và cũng là một hàng dạo gợi nhớ quê hương, thì đây là một cái tiểu cảnh anh bạn này có rất là thích thú. Các bạn thấy bông giấy này màu đỏ giống màu phượng các bạn. Nói chung văn hóa qua các bạn thân mến, đến bây giờ Tri Linh thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi quan tâm những video clip. Tri Linh chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình các bạn nhé. Đây là một nét văn hóa garden ở Úc để gửi đến các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an. Xin hẹn gặp lại với các bạn trong những video clip sắp tới. Tri Linh xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc nơi quê nhà. Xin trân trọng chào tạm biệt các bạn. Tri Linh, Melbourne, Australia.